Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị xin giới thiệu với các em một loại bút thần kỳ rất là đẹp. Cái bút này có tên là bút tàng hình. Vì sao mà được gọi là bút tàng hình? Thì các em hãy cùng xem video này nhé. Chị sẽ giới thiệu cho các em coi công dụng và cái cách thức hoạt động của cây bút này. Làm sao mà chúng có thể tàng hình và làm sao mà chúng ta có thể phát hiện ra được chữ viết ở trong cây bút nha. Đầu tiên các bạn nhỏ sẽ lấy một bút tập. Đây chúng ta sẽ dùng cây bút này viết lên. Các em thấy không, chị chim xinh viết nhưng mà chữ không hề hiện ra một chút xíu nào. Đầu bút hoàn toàn màu trắng. Và để cho dòng chữ này hiện ra thì các em để ý trên nắp bút có một cái nút. Khi các em ấn nút này thì đèn sẽ sáng lên. Lúc này các em chỉ cần rọi đèn này vào những chỗ mà các em vừa mới dùng cây bút viết thì chữ sẽ hiện ra. Wow, các em thấy thần kỳ không? Đây được mệnh danh là một cây bút tàng hình mà chúng ta có thể dùng để trao đổi thư từ với nhau. Nếu như không muốn người khác đọc trộm ha. Rất là tuyệt. Tiếp tục chị sẽ viết thêm một vài chữ nữa để cho các em coi rõ được công dụng của chiếc bút tàng hình này như thế nào nhé. Soi đèn nè. Đây chính là dòng chữ mà chị chim xinh tiết lộ về tên tuổi của chị. Còn đây là sở thích. Rất là tuyệt phải không các em? Với chiếc bút tàng hình này chúng ta có thể dễ dàng trao đổi với nhau những cái thư từ hoặc là những cái thông tin bí mật mà không muốn người khác biết ha. Và chị chim xinh mở cái nắp này ra để cho các em nhìn được ở bên trong cái nắp bút. Thì cái chiếc đèn của chúng ta hoạt động bằng cách sử dụng những viên pin cúc áo. Những viên pin cúc áo này các em có thể dễ dàng mua ngoài những cái tiệm đồng hồ nha. Và khi hết pin thì chúng ta chỉ việc nhấc cái nắp ra, thay pin gắn vào rất là đơn giản, rồi sau đó đẩy nắp lại. Ok, bây giờ chị chim xinh sẽ tiếp tục chơi, mở qua trang sách khác để cùng viết lại tiếp nha. Các bạn nhỏ hãy cùng cố gắng đoán thử xem là chị viết thông điệp gì trên cái tờ giấy trắng này vậy. Cùng xem thông điệp chị vừa viết là gì nhé. Chị chim xinh chào các em yêu quý. Chị rất vui vì các em luôn xem video, ủng hộ cho chị.
chị yêu các em nhiều. Hãy like và share video này nhé, để chị có động lực làm thêm thật nhiều video nha. Wow, một chiếc bút rất thần kỳ, bút tàng hình. Bạn nhỏ nào có thói quen hay viết nhật ký thì chúng ta cũng có thể dùng cây bút này để viết lại những cái dòng nhật ký mà không sợ bị người khác đọc được. Chỉ cần là các em đừng nói cho người ta biết là các em có viết, tại đó thì người ta không hề biết được. Cũng như là đừng bật mí về chiếc đèn. Đây là thông điệp cuối cùng mà chị Chim xin muốn gửi đến các bạn nhỏ. Chào tạm biệt các em. Và hẹn gặp lại nhé. Các em, nếu mà thấy video này hay thì hãy like và share video cho chị với nha. Đừng quên đăng ký kênh Chim Xin Channel để có thể là người đầu tiên được xem video mỗi ngày. Ngoài ra còn có cơ hội nhận quà tặng nữa đó. Chào tạm biệt các bạn nhỏ.